Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với lại thị trường 24 giờ. Trong video ngày hôm nay thì em đang đi trên con đường Phan Văn Trị và để giới thiệu cho mọi người về những cái khung cảnh buổi chiều. Chuẩn bị thì bây giờ em thấy là 3 giờ rưỡi rồi. Thì hai bên đường và mọi người cũng đang đi bắt đầu đi tấp nập hơn. Và từ đó thì 4 giờ rưỡi, 5 giờ là bắt đầu thấy tan ca, tan tầm. Tất cả mọi người sẽ đi về đông đúc hơn. Ở đây thì mời chị bạn cùng nhau đi với em từ ngay chỗ đường phía trước của em là đường Phạm Văn Đồng. Phía bên trái sẽ đi về Thủ Đức, phía bên phải sẽ đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Và bắt đầu từ ở đây thì em sẽ đi thẳng ra gần chợ Bà Chiểu để cho chị bạn có thể xem. Ở đây là phía bên tay phải đây thì sẽ thấy được những cái cửa hàng shop thời trang, rồi có buôn bán về vé số nè. Có tiệm vàng ở kế bên đây, cũng có một cái tiệm vàng rất là lớn. Để chạy chút xíu nữa, chạy tới chút xíu nữa cho anh chị các bạn xem. Ở đây thì đang đèn xanh đèn đỏ nên em cũng đang chờ đèn xanh đèn đỏ đó anh chị các bạn. Rồi bắt đầu đi nha. Quay cho mọi người xem cái tiệm vàng rất là lớn ở bên đây nè. Đây, đang bán nước xăm nè. Đây, tiệm vàng nè. Cửa hàng Hoàng Phát nè. Đó, cửa hàng nhìn cũng đẹp lắm. Nhưng mà không có thấy khách nhiều. Con đường này đường Phạm Văn Đồng. Phía bên trái, khu vực này sẽ thấy được là có cái trạm công an. Đó, anh chị các bạn thấy không? Ngay chỗ góc của ngay chỗ trường học á, có một cái chốt công an nằm ở đây. Nên chúng ta khi mà đi nhậu nhẹt về á, thì nên cẩn thận. Và đặc biệt nhậu nhẹt thì không nên lái xe nha. Nên đi taxi, Grab hoặc là xe ôm công nghệ để về cho an toàn. Đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cũng như những người xung quanh. Gần sắp tới một cái chợ, đó là chợ Phan Văn Trị. Để cho anh chị các bạn có thể nhìn thấy được cái ngôi chợ này cũng buôn bán. Em thấy là cũng chợ chùm hổm thôi, chứ không có cái không gian chợ nó nhiều lắm. Chợ Phan Văn Trị là tuốt ở trên ngay chỗ gần với lại đường Nữ Trang Long lận. Còn khu vực ngay đây là chợ chùm hổm. Phía này thì đây, ngay đây luôn nè anh chị các bạn. Phía bên trái nha, sẽ thấy được những cái cửa hàng buôn bán bánh mì nè, buôn bán cá, buôn bán rau củ quả đồ cũng nhiều lắm. Đây, bắt đầu mọi người sẽ thấy nè, khu vực này buổi tối thì buôn bán ốc rồi cũng thấy quá trời nhiều luôn. Buôn bán về nướng rồi ốc ăn rồi buổi tối nhiều lắm. Ở đây thì buổi tối sẽ rất là vắng, nhưng mà được cái những cái quán này cũng có lưa thưa khách ăn uống ở đây. Phía bên phải là con đường Nguyên Hồng, Nguyễn Thị Hồng. À không, đường Nguyên Hồng. Còn đường Nguyễn Thị Hồng là em nói lộn, trên con đường là Nguyễn Oanh đó anh chị bạn. Ngay chợ căn cứ đó mới là đường Nguyễn Thị Hồng. Rồi nhìn thấy những cái cửa hàng xung quanh đây nè. Anh chị bạn có thể thấy được là cửa hàng mắt kính đồng hồ. Bây giờ mà còn sửa chữa đồng hồ mắt kính đâu nha. Cũng coi như là cũng ít khách hàng lắm. Em thấy vắng vẻ lắm. Nhìn qua bên kia thử. Đó, những cái bên kia cũng shop thời trang. Buôn bán cũng ế ẩm, không có đông đúc gì lắm. Ở đây mé bên tay phải có một con đường, em chưa đi đường này. Phía bên trái là Trần Huy Cáp. Trần Huy Cáp là đi ra bến xe miền Đông đó chị các bạn. Sắp tới đây thì con đường Nguyễn Văn Đậu. Để em quay qua mé bên tay phải này để cho anh chị các bạn xem. Đây, đây đường Nguyễn Văn Đậu nè. Đó, đi thẳng thì chúng ta ra Hoàng Hoa Thám. Tiếp trên con đường này thì sẽ giao nhau với một cái trường trung cấp gì đó, em cũng quên tên rồi, mà như trung cấp điện hay gì á, không rõ lắm. Chút xíu nữa quay cho anh chị các bạn xem cái khu vực mé bên tay phải đây nha anh chị các bạn. Đây một cái cửa hàng FPT Shop nè, đó mọi người thấy không, cửa hàng buôn bán. Đây cái trường cao đẳng hay đại học cao đẳng hay phải, nó ở bên đây luôn, em cũng không rõ là cái trường gì. ULMC gì á, trung cấp nghề Bình Thạnh đó, cái trường đó chị bạn. Rồi phòng khám đa khoa ngay đây cũng có một cái chợ Phan Văn Trị. Đây anh chị các bạn, đây cái ngôi chợ nè, chợ Phan Văn Trị nha. Chợ này cũng nhỏ thôi, trong lòng chợ cũng không có quá là rộng rãi đâu, cũng ít nè. Rồi phía trước là một cái chùa. Chúng ta có thể đi vòng quanh khu vực này để xem hết con đường Phan Văn Trị, để cho chị các bạn xem được hai bên mặt đường, hai bên đường rồi đi mặt trước coi như thế nào, những cái quang cảnh xung quanh đây, để review thành phố buổi chiều hôm nay cho anh chị các bạn có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất. Ở đây là xe SM xanh này nhiều lắm, bây giờ em thấy ở trên Sài Gòn nhiều lắm nha, cạnh tranh với là Grab rồi Bi, Gojek đồ tùm lum hết á. Nói chung những cái xe ôm công nghệ bây giờ thời điểm mà cạnh tranh nhau rất là quyết liệt. Những cái con đường bên đây thì thấy hai bên đường cũng không có
cái cửa hàng kinh doanh buôn bán gì nó đặc trưng lắm đâu, mà em thấy nhà cửa rồi quán cà phê, quán ăn, quán uống, những cái buôn bán nhỏ lẻ thôi, chủ yếu là những cái nhu yếu phẩm thôi đó, không có quá đặc trưng cho con đường này. Ở trên đường này thì có một cái quán nước mía mà em cũng hay mua. Nước mía này ngon nha anh chị bạn, ngon luôn đó, có nghĩa là khác biệt với những chỗ khác luôn. Đây, để chút xíu tia quay tới đây nè, quay cho anh chị bạn xem. Bên kia thì có bún bò nè, những cái cửa hàng bên đó đó, chúng ta thấy không có pharmacy này đó. Cái pharmacy là có một cái quán nước mía đó, anh chị thấy không, 108 đó. Quán đó thì buôn bán nước mía đâu cũng ngon lắm, bán nhiều nước mía, không có nhiều đá nên uống nó sẽ rất là đậm vị. Chạy phía sau cái mẫu xe SM này nhìn xe điện, cũng là xe điện của hãng Việt Nam mới ra, nhưng mà về chất lượng đồ như thế nào thì phải một thời gian mọi người chạy thì mới có cảm nhận và đánh giá nó rõ ràng được. Bây giờ thì đang kích cầu cho mọi người mua xe điện, không có còn sử dụng là cái xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch nữa, là xăng hay dầu nữa, mà sử dụng là nhiên liệu điện. Điện thì mua xe điện thì có những cái mà chúng ta cần phải lưu ý, như là đi ít thì chúng ta mua xe điện thì chúng ta đi lỗ so với lại xe xăng. Xe xăng thì dù sao đi nó cũng vẫn dễ đi hơn, lâu lâu mới đi thì cũng không có mất nhiều chi phí, nhưng mà mua xe điện mà không đi là mất nhiều chi phí đó anh chị bạn. Ở đây những cái cửa hàng buôn bán sầu riêng nè, mọi người có thể nhìn thấy được sầu riêng buôn bán đó, có vài cửa hàng. Phía ngay chỗ góc này thì con cưng. Em đi khúc này thôi, chút xíu nữa thì quẹo vào bên trong hẻm, đi ở ngay chỗ đầu đường là hết đường Phan Văn Trị rồi đó anh chị bạn. Còn trong này là trong hẻm thôi. Khúc này em đi để cho anh chị bạn xem những cái con đường, cung đường bên trong con hẻm. Đây, quay nhà cho anh chị bạn xem nha. Đó, những cái ngôi nhà thôi. Đây là cơ sở văn phòng công ty gì của này, là của khu phố gì nè, công an khu phố, phường, quận gì đó. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nè, hai bên đường ha. Ở trong này con đường hẻm thì cũng lưa thưa người chạy thôi, không có quá đông đâu. Rồi, những ngôi nhà hai bên đường. Bên đây là mini stop, một cái cửa hàng mà buôn bán đồ ăn nhanh cho những cái bạn trẻ đó. Rồi, em sẽ quẹo ở đây ha. Đối diện là quán gà ta Tam Kỳ. Ăn cũng bình thường, bữa trước thì trước em cũng ăn rồi. Rồi bên đây nhìn mọi người đón con nè. Tới buổi chiều mà đón con thì cực kỳ đông, nhìn nó rất là đông nghẹt xe ở ngoài luôn. Nhiều đoạn đường là kẹt xe luôn, người đi ô tô, người đi xe máy, nhưng mà đa phần đi rước con thì trong khu vực thành phố thì đấy, mọi người đa phần cũng đi xe ô tô cũng nhiều quá. Tại do những nhà đó đi xe ô tô rước con thì nó cũng khỏe hơn, để chờ được nó dễ, chứ còn đi xe máy thì một số nhà không có điều kiện thì vẫn là đi xe máy, mà đa phần tất cả mọi người đều đi xe máy, chứ đi xe ô tô kẹt xe lắm chị bạn, một xe ô tô đậu thôi là hết một bên đường rồi. Rồi ra tới đoạn đường này là giao nhau với đường Bạch Đằng. Thì đến đoạn đường Bạch Đằng này em cũng kết thúc video, quay một đoạn cho mọi người xem và cảm nhận về con đường của Sài Gòn. Video của em đến đây kết thúc. Cảm ơn chị các bạn đã xem. Hẹn gặp lại vào video lần sau. Và đặc biệt có thích thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ em có nhiều động lực để ra video nữa. Xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau. Bye bye.